Tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Nhâm Thân tháng 8 âm lịch sẽ cho chúng ta biết được những diễn biến trong công danh, sự nghiệp, tình duyên, tiền bạc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Từ đó, mọi người có thể nắm rõ cát hung nạp vận ra sao, có thể thay đổi một cách phù hợp nhất để tránh những vận hạn, phát huy những điểm mạnh của bản thân để có một tháng 8 thật thành công và may mắn. Tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Chắc chắn rằng quý gia chủ sẽ đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và phấn đấu. Chắc chắn rằng quý gia chủ sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý nhân, tạo được nhiều cơ hội, nhưng có nắm bắt được thời cơ và thời vận của mình hay không, đó là do chính sự cố gắng, nỗ lực hành động của quý gia chủ trong tháng 8 này. Bên cạnh đó, qua chương trình ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp có thể hóa giải về tử vi của gia chủ, những điều không may mắn, để từ đó mọi người có cuộc sống thành công, viên mãn hơn. Cụ thể như thế nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo, là những người lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trời trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những người sinh năm 1992 sẽ có một gia tài thịnh vượng. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bản mệnh cũng sẽ kiếm thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là bản mệnh phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp, bản mệnh sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Nhâm Dương Thủy gặp đình âm hỏa gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bản mệnh có thể cảm thấy lạ lẫm, lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến gia chủ nản lòng mà còn khiến bản mệnh thêm vững tâm, tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Thân phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Nhâm Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 âm lịch, tài lộc bản mệnh không có nhiều biến động, gia chủ có thể phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Phần tài lộc của tuổi Nhâm Thân không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Thân có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bản mệnh lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc, uống nhiều rượu. Điều này ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bản mệnh. Gia chủ nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm thị lực ngày càng giảm. Kinh phong thủy gia cát khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Thân tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bản mệnh, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không được hòa hợp với đối phương. Gia chủ cần cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để có thể tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Nhâm Thân trong tháng 8 âm lịch, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8 tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp sát Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8 tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp sát Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thân tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 12 tháng 8, tức ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Tỵ, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Tỵ, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho Nhâm Thân. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Nhâm Thân 1992 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên, đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.